xin tiền thất nghiệp đó, thì Trang này cứ chăm chút vô làm những cái video như vậy. Thì hôm nay đó Chicago đã mở cửa lại rồi, đã đi vô cái phase 4, là nghĩa là cho những cái thương mại lớn giống như nhà hàng, quán bar, sở thú, museum, zoo, cái những cái park, những cái bờ hồ được mở cửa hoạt động lại. Thì sẵn việc đây thôi, hôm nay á thường thường chúng cái Chicago bị dịch á, rồi bị nổi loạn, rồi những tuần vừa qua đó thì rất là nguy hiểm khi ra đường. Thì thường thường Jenny cũng ít ra lắm. Hôm nay có dịp Jenny muốn đi lại thăm một người bạn tên chị Quanh. Chị là người chủ của Decorium Furniture. Thì dẫn việc Jenny lâu quá không thăm chị, với lại Jenny muốn mua một bộ bàn cho cái dining set, một bộ bàn ăn á, cho nhà Jenny. Cho nên sẵn tiện vậy Jenny vô thăm chị và dẫn luôn các bạn đi tham quan một cái tiệm furniture rất là lớn do người chủ Việt Nam mình làm việc. Thì sau hội Jenny quay cho các bạn coi ha. Bây giờ mời các bạn theo dõi Jenny coi thử coi trong Decorium Furniture này có những thứ gì nha. Đây là Jenny đang đứng trước tiệm của chị đó. Gọi là Decorium Furniture đó các bạn. Và bây giờ mình đi vô nha. Đây nè các bạn, đây là bạn của Jenny. Để Jenny lấy cái mask ra, để vô đây là không có người rồi. Bây giờ ở Chicago cũng còn phải đi ra ngoài đường, phải đeo mask và phải social distancing. Mà hôm nay là mình lâu quá rồi mới gặp chị đó. How are you? How you been? Hello. Ôm cái rồi bắt đầu social distancing. Yeah. 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 Có khách vô thì chị cũng đeo mask vô. Yeah. Không có khách chị lấy ra tại nóng quá. Nóng quá ha. Yeah. Bữa nay em vô tiệm là thứ nhất là đi thăm chị, rồi thứ nhì là muốn đi kiếm một cái dining set table đó như vậy đó, rồi sẵn luôn tiện cho luôn cộng đồng mạng coi cái showroom của cái Decorium Furniture của chị. Yeah, bây giờ mình đứng đây ánh sáng nó chói vô quá, thì bây giờ mình đi vô cái kiếm cái chỗ nào đó mình đứng rồi mình nói chuyện luôn ha, rồi em cho em quay một vòng cái tiệm của chị cho mình showcase những cái bàn ghế, những cái sofa, những cái giường ngủ rất là sang trọng luôn đó các bạn. Bây giờ mời các bạn hãy đi theo Jenny với chị Quanh đi vòng đây nha. Lạy lại trôi, đến từng năm đã qua đi mất rồi. Bao nhiêu tư sao vương vấn cuộc đời, trong con tim sao cứ vẫn mãi chờ. Yêu cái màu tím giống như Jenny đó thì mua cái ghế này về trưng là rất là đẹp luôn đó, cộng luôn cái bàn và tấm thảm này luôn nha các bạn, cho nó đi theo cái nguyên bộ luôn đó các bạn đó. Và mình đi qua đây thì mình có những cái bàn ghế ngồi rất là sang trọng luôn đây. Nếu mà mình mua cái ghế này về mình nằm, mình để ngay cái cửa sổ này các bạn, rồi mình nằm xuống và mình cứ đọc sách, hay là mình nằm cho nó vui, hay là mua này về mà làm YouTube, ngồi quay phim, thấy nó cũng sang trọng không các bạn đó. Cho nên Jenny thích bây giờ là giống như cái phong trào mà xài vải velvet đó các bạn,
rất là mềm mại, mà mùa đông mình không có lạnh nữa, tại thường thường á mình ngồi ghế da đó thì nó hay bị lạnh đúng không? Thì cái ghế velvet này nó làm cho cái căn nhà của mình rất là ấm cúng. Còn bên này là cái màu xanh nè các bạn, cái ghế màu xanh đó thích lắm. Mỗi lần Jenny vô đây mà thăm chị Quanh và Jenny đi một vòng coi thử coi những cái bàn ghế mới nào của chị mới về, nó rất là đẹp luôn ha. Đó, đi sơ cho các bạn một vòng để các bạn thấy tiệm bán furniture của Decorium Furniture nha các bạn. Cho nên á, bây giờ Jenny muốn giới thiệu, Jenny quay vòng vòng để Jenny giới thiệu cho các bạn là ở Chicago mình là do người Việt Nam làm chủ một cái tiệm furniture rất là lớn, rất là bự mà rất là sang trọng. Thì một hồi Jenny sẽ quay thêm cho các bạn coi. Thì chị Quanh nè, cái tiệm này đó là chị đã hoạt động được bao nhiêu lâu năm rồi? Em biết hồi xưa là chị ở dưới khu Việt Nam đó, rồi sau này chị move lên đây. Dạ, tiệm này chị mở cũng được 17 năm rồi. 17 năm rồi. Đó là chị đã hoạt động, mà đây là một cái building rất là lớn, có 3 tầng lầu luôn. Đúng rồi em, có trên lầu với có dưới basement nữa. Bên trên lầu với basement, mà hồi nãy là Jenny quay sơ mới có lầu 1 thôi đó nha. Mình thấy là từ nếu mà các bạn mà mua nhà mới hay là đang có nhà mà muốn sửa sang lại nhà cửa, muốn cho một cái cách nhìn mới đó, thì nếu mà các bạn tới Chicago thì hãy mời các bạn tới cái tiệm của chị Quanh nè. Cái em thích cái trang trí của cái showroom của chị.
Dạ, cảm ơn em. Chỉ có một designer, chút nữa Hy tới. Dạ, chỉ có designer. Mà nếu mà khách hàng cần giúp về việc trang trí thì chị có thể đưa designer của chị tới. Tới nhà luôn, giống như tới dưới nhà dụ, luôn. Ví dụ em biết là bây giờ người ta cũng interest rate thấp nè ha. Cái xong cái millennium, mấy cái người mà tuổi bây giờ đang muốn có vợ, có chồng, có con là bắt đầu đi tìm nhà, mặc chắc là mình đang bị dịch hay là kinh tế đang xuống mà em thấy giá nhà cũng đang còn lên. Cho nên bây giờ người ta ồn ồn, người ta cũng đi kiếm nhà, nhất là ở Chicago. So nếu mà đi vô cái nhà mà không có gì hết á, thì nếu mà lại đây mua furniture thì chỉ có designer. Yeah. Chỉ có designer. Và designer của chị sẽ tới và chọn trang trí đồ. Và nếu mà người đó và mua đồ của chị trị giá cỡ 5.000 trở lên thì cái designer chị offer free. Wow. Còn nếu mà cái người đó mà không có mua hàng của chị thì designer tới consultation cỡ 1 tiếng đồng hồ thì là 100 đồng. Okay, còn designer, very reasonable price. Còn nếu mà người đó muốn pick out lại cái màu tường, cái màu của cái curtain, cái màu của những cái màu của cái sàn nhà, cái thảm, bất cứ cái thứ đó mà thí dụ đi, cái đó là không thuộc về của chị, chị chỉ là về furniture thôi, nhưng mà nếu mà muốn làm luôn cái đó thì designer của chị chọn có 299 đồng. 299 đồng là giống như mình vô nhà mà mình muốn mà cho cái tường hay là những cái floor của mình nó đi ăn ý với những cái furniture mà mình move vô đó. It's okay, right? Wow. Trong này là một mình tay trang trí với designer của chị. Chị với designer. Chị cũng là một designer là nổi rồi. You are the pro rồi. I know you, and then you have been like in the business for like over 20 years. Almost 20 years. Yeah. Thì chị cũng học từ từ chút đỉnh thì chị cũng làm rồi. Maintain nó. Trên thì thấy nó rộng hơn nên cũng hơi mệt. Wow. Giống như là mỗi cái. Sau hồi nãy trên này đi quay đến mỗi lên trên bàn ăn thì có chậu hoa, có những cái đó, cái nó gọi là cái gì chị? Cái accents. Accents. Rồi những cái bức tường mà bức tranh mà chị treo trên tường là chị cũng có bán ở tại đây nha các bạn. Chị cũng có bán ở tại đây. Và nhất là nhiều bàn ghế cho phòng khách, phòng ăn, living room rất là đẹp luôn. Phòng ngủ. Với lại phòng ngủ, những cái style này là nhiều khi em đặc biệt là em không có thấy khi đó, thì cũng có nhiều cái furniture mà em không thấy, mà cái line của chị Carrie nó rất là luxury. Chị nhập hàng là chị nhập hàng là chị nhập hàng toàn bộ là Ý cũng có nè. Bên Turkey là Turkey là em cũng không biết nữa. Là con gà lôi. No, I'm just kidding. Thổ Nhĩ Kỳ phải không? Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng rồi. Okay. Rồi China, nhưng mà China lúc này thì ít rồi. Việt Nam nhiều lắm. Bây giờ nhiều manufacturer đi làm ở Việt Nam lắm. Hình như là họ cũng move từ China. Nhưng mà cái quality Malaysia. Cái quality nó cũng là the luxury type luôn. Việt Nam bây giờ là nhiều cái mà họ làm hàng sang cũng là ở đó. Ví dụ như vậy nè, hồi xưa thì những cái hàng Ý là nó cũng là của Ý, nhưng mà nó đặt cái hàng ở China thì giá sẽ rẻ hơn là đồ Ý mà làm ở Ý. Thì thật sự là mấy mức tất cả mọi thứ đều là từ Ý nhập về thôi. Nhưng mà lúc này thì hàng China mình không có nhập nhiều nữa. Việt Nam, Malaysia, Indonesia, mỗi lần mà chị nhập như vậy là container gửi chị nhập, qua cho chị. Có cái chị nhập container, có cái chị lấy hàng ở đây. Còn nếu mà người Việt Nam mình vô giống như em là mua giá là chị ưu đãi lắm. Đúng rồi, cho nên á, mình phải support local business nha các bạn. Khi mà mình tới mà các bạn mà mua nhà hay là ai mà mua nhà lớn, thật lớn, rộng mà cần designer á, thì ở đây cũng có một cái service available, cái service đó. Dạo này thì em thấy nhà mà bỏ lên bán á, thì có, nó gọi là staging. Staging, dạ chị cũng có offer cái đó. Chị offer staging cho nhà, cho nhà chuẩn bị bán, nhà bán nếu mà có người ở hoặc không có người ở. Và chị cũng cho mướn furniture nữa. Chị cho mướn furniture để mà làm quay video. Chị cho mướn furniture để mà staging, để mà dễ bán nhà. Đúng rồi. Có cho mướn furniture. Ở đây khi ở Mỹ đó các bạn, thì mình khi mà mình bán nhà thì nhiều khi mình đã dọn nhà đi rồi, cái nhà nó rất là trống lỏng. Mà bây giờ mình muốn bán nhanh đó thì mình
bỏ những cái furniture sang trọng vô để khi mà người ta đi coi nhà nó đập mắt cho người ta, cái xong cái người ta thích, nhiều khi người ta thích cái furniture mà người ta mua luôn cái căn nhà, đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Cho nên là they see cái gì mà đẹp hay là sang hay là họ đập mắt họ rồi đó là họ mua. Cho nên bây giờ nhiều người nhiều khi bỏ listing lên bán nhà đó, mình vô mình coi nhà họ làm rất là đẹp tại vì có designer trang trí, và nhiều khi họ mua vô họ cũng muốn mua lại những bộ furniture. Nếu mà họ muốn mua lại cũng được, còn họ không mua lại thì tụi chị sẽ đến mang về. Wow. Chị có work với realtor đó cho nên là những người đó thì có gì họ gọi chị, chị cũng làm những cái staging lắm. Mấy đi mấy có mấy cái nhà em vô chắc cũng furniture của chị á. Nhìn giống giống similar. Ok, mà hồi nãy em hỏi là chị cũng có finance không? Khi mà mình mua mình có thể dùng apply for credit lines? Đúng rồi. Rồi chị có finance cho cái người muốn check credit. Nếu mà chị check credit thì chị cho 12 tháng. Còn người nào mà không muốn check credit đó thì là có 3 tháng. Dạ, 3 tháng. Là trong vòng 3 tháng là trả hết luôn. Dạ, không phải trả tiền lời. Ok. Đó, có cái service đó luôn. This is a big business. Em thích quá, bây giờ đi quay tiếp nha. Đó, bây giờ là hồi nãy giờ Jenny quay lầu 1 cho các bạn coi nha. Bây giờ mình đi theo chị Quanh, mình đi xuống dưới. Chị Quanh có hai tên, thì có thể kêu em hay Quanh cũng được. Bây giờ mình đi xuống ở dưới hằng mình gọi là basement. Ở dưới đây cũng có một cái showroom. Có trên lầu 2 nữa. Nếu mà trên đi không mệt thì chị cho lên lầu. Chị cho lên lầu luôn không? Đi mệt nghỉ luôn phải không? Đây. Mình xuống đây. Wow, mình mới xuống là mình thấy một cái ghế lông lông gì đây mình không biết nữa. Nhưng mà nhìn rất là sang chảnh luôn phải không? Có 329 đồng cái ghế đó thôi đó. Có 329 thôi. Đấy, 329 thôi. Đó là có thể gin cái ghế này về rồi ngồi nghỉ ngơi rồi đó. Nguyên cái bàn da này nữa. Đây, đó là cái ghế thôi, nguyên cái set này là một cái giá khác. Dưới đây chị cũng có những cái display của những bàn dining set. Oh, look at that. Cái ghế này nè, nó đẹp. Cái này là ngồi đọc sách là hết sảy luôn. Cái này á, nó có storage under nữa. Cái này nó có cái storage under. Oh wow. Mình để mền gối gì mình có thể để phía dưới. Vậy á ha. Gọn quá ha, bây giờ nó design rất là gọn ha. Cái này nếu mà muốn, nếu mà người nào mà muốn nằm dài ra ngủ á thì có thể bỏ ra luôn. Trời ơi, anh đẹp không? In four color. In four color. Yeah. Cái này mà coi nè. Trời ơi, có 399 nè. Xe quá nha. Nhưng mà nếu mà người nào mà mention cái video nào tới đây thì anh sẽ cho nó 299 thôi. Trời ơi, được bớt được 100 kìa. Yeah. Nếu mà người nào mention cái video. Friends, if you're in love with this chair and you watch my video, the price is right now is $399. And if you call in and you mention that you watch Jenny videos, she will give you $100 discount. So it's $299 for this set. Yeah, but without the pillow. The pillow is extra, okay? Oh, that's beautiful. I just already bought one in purple, but not this style, but I bought one here too. Yeah. If I did not have that one, I'd probably buy this one. Oh, and look at this one. Like và mình coi cái ghế này nè, nó làm detail rất là đẹp luôn. Đó, mình thấy nè, bằng cái này gọi là nhung hả chị? Velvet. Yeah, velvet. Bằng velvet nè, mà cái màu rất là sang trọng luôn. Thấy cái detail đi không? Có những cái giống như hột sòn nằm ở trong những cái lỗ này nữa nè. Không, thấy mình nói chuyện là biết là mình không rành về furniture rồi. Mình phải nhờ chị Quanh nói ra đó. Đấy, cái ghế này rất là đẹp luôn. Và mình cái bàn này là giống như là bar style. Cái này mình có cái basement đó mà mình có entertainment center phải không? Cái xong cái mình để này bạn mình xuống lấy miếng rượu đứng đây vừa nói chuyện, có thể vừa ngồi rồi hát, coi người ta hát karaoke đúng không chị? Cái bàn này là em in love nè. Hồi mà Jenny đi mua cái bàn để trong cái bếp á, mà tại vì cái bếp Jenny nhỏ quá không có vừa cái set này. Nhưng mà các bạn nhìn thấy cái set này không?
Đây là bằng marble không chị? Không, phần kín thôi nhưng mà nó làm như marble. Làm như marble ha, mình rất là đẹp ha. It's called modern class marble top dining table ha. Một bộ như vậy đi theo 6 cái ghế mà nhìn cái ghế giống cái princess không? Nhìn giống như công chúa đó. Rất là gọn luôn. Và bây giờ là nhà người ta thích mà một cái bàn ghế như vậy là hai loại màu khác nhau nó đi alternative. Nếu mà muốn có thể lấy hai cái màu trắng và cái màu cam hoặc mình có thể order. Cái này nhìn giống như mùa thu ha. Mùa thu á. Có cái lá nè. Này là nó để cạnh cái bộ two-tone sofa đó. Two-tone nè. Cái này mình để luôn cái này. Cái này là đi luôn là ai ở phòng khách thì mình mua cái bộ ghế này mình bỏ vô rồi xong rồi phòng ăn mình để vô đây là đi là tone stone luôn á. Quá đẹp luôn. Đó. Ai mà có nhà mới mà cần phải sắm sửa furniture là bảo lãm tới đây là nhiều sự lựa chọn cho mình có nhiều cái selection để mình chọn. Những cái bức tranh nè, quá trời tranh luôn. Công nhận khâm phục chị thiệt chứ. How you maintain all this? Nhìn nè, cái bàn nè. Đó. Ô có cái ghế màu tím. Em là thích màu tím lắm đó nha. Có ai thích màu tím giống Jenny không? Đó. Nhìn cái bàn, nhìn cái ghế nè. Cái này á, cái sofa này gọi là Chesterfield sofa with tufted. Cái này chị đang on special sofa and love seat. 850 đồng thôi. 850 đồng thôi là cái này với cái đó. 899 nhưng mà có thể cái này là 50% off đó. Bình thường á, đó là sofa and love á, bình thường nó là 1599 mà bây giờ bán 899. Wow. Đẹp không? Ai mà yêu màu tím mà thích trang trí cái căn nhà mình màu tím luôn á, tím liệm luôn đó là cái đó cũng là ước mơ đó. Bởi vậy lần trước em lại nhà đây là em mua cái ghế màu tím đó. Giờ furniture bàn ghế để mình tân trang nhà mình hay là mình muốn mua để mình sắm sửa cho nhà mới của mình nha. Cảm ơn các bạn đã coi cái video này và cảm ơn chị Quanh đã cho em vô đây rồi em quay để em khoe lên cộng đồng mạng của mình để mình biết có mình chị có một cảm cái... ơn em chứ. Là mình có một người nữ doanh nhân người Việt Nam rất là giỏi đã manage được một cái showroom rất là lớn này đó nha các bạn. Và lần sau đi mình hẹn mình đi ăn mì Quảng ở nhà hàng Đà Nẵng ha. Ok, cảm ơn. Alright, thank you for watching guys. Bye bye. Have a great day. Bye bye.